Sáng 30 tháng 10, Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị trại giam Đại Bình Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở Giáo dục Cầm Buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an, tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm Lâm Đồng, cho biết đã cầm được phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân 1984, soàn trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khi đang lẫn trốn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Trước đó, sau khi trại giam Đại Bình phát lệnh truy nã và báo chí đưa tin về đối tượng Trần Văn Tuân trốn khỏi nơi giam giữ, nhân dân xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm phát hiện có một đối tượng hình dáng nhận dạng nghĩ rằng phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam Đại Bình nên đã trình báo cho chính quyền địa phương. Lúc 23 giờ ngày 29 tháng 10, công an xã Lộc Nam đã triển khai lực lượng phối hợp với người dân địa phương tiến hành dây cầm thắng lợi Trần Văn Tuân. Trung tá Bùi Ngọc Dũng cho biết, thời điểm người dân phát hiện, phối hợp với công an xã Lộc Nam cầm giữ Trần Văn Tuân thì đối tượng này đang lẫn trốn ra hướng thành phố Bảo Lộc. Theo lời khai ban sơ của phạm nhân Trần Văn Tuân, sau khi trốn khỏi trại giam Đại Bình, đối tượng lẫn trốn vào các rẫy cà phê, tìm đường hẻo lánh rồi đi bộ hướng ra thành phố Bảo Lộc với mục đích cầm xe khách trốn xuống thành phố Hồ Chí Minh. Trần Văn Tuân là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù tại trại giam Đại Bình về tội giết người. Theo biển sơ dự án, sau 2 tháng từ quê nhà Thanh Hóa và huyện Bảo Lâm hái cà phê thuê cho gia đình anh Đỗ Khắc Thảnh 1984, sáng ngày 17 tháng 12 năm 2012, anh Thảnh đưa Hiền Thê Bi Tung ra bến xe Đức Long thành phố Bảo Lộc để về quê thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tung dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ anh Thảnh khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng khống chế một thanh nữ đi đường để cướp xe máy rồi tẩu thoát. Sau 5 năm lẫn trốn, ngày 2 tháng 2 năm 2017, Trần Văn Tuân bị công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa cầm giữ khi vừa về quê thăm nhà. Trần Văn Tuân bị tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Khi đang chấp hành án tại trại giam Đại Bình, chiều tối ngày 28 tháng 10, đối tượng này lợi dụng lúc đang đi lao động cải tạo đã bỏ.